Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp Thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Mão, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỵ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, kim bạch kim, ngày quý mão, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh mộc, và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm kim bạch kim kỵ tuổi đinh dậu tân dậu ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi tân dậu đinh dậu Đinh Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Thiên Thành, tốt mọi việc, sao Tuế Hợp, tốt mọi việc, sao Hoạt Điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Dân Nhật, thời Đức, tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn 6 mọi việc sao thiên lại 6 mọi việc sao tiểu hao 6 về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao thụ tử xấu mọi việc trừ săn bắt sao địa tặc 6 đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành sao lục bất hành, xấu đối với xây dựng. Và ngày hôm nay là ngày trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Vậy sao trùng phục, kỵ giá thú, an táng, sao nguyệt hình, xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý, chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên bạn tuổi Tý đang có điểm báo về phương diện tình cảm của bạn không được tốt, cô đường tình duyên của bạn tuổi Tế gặp nhiều trở ngại, bạn mệnh tuổi Tý cảm thấy buồn bã khi mà người mình yêu cũng không hiểu được mình. Và với bạn tuổi Tý, bạn cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Có những nỗi đau chẳng thể nào chia sẻ cùng ai bởi bạn e ngại sẽ bị người khác đánh giá và cho rằng mình đang mù quáng, chạy theo thứ tình cảm chẳng có tương lai, chẳng có ngày mai. Và trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chữa mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi Tý như đang được xoa dịu những nỗi buồn trong ngày hôm nay. Thay vì bạn ở bên những người mình yêu, bạn chấp nhận dành thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi của mình để kiếm tiền. nghề tay trái của bạn tuổi tí trong ngày hôm nay kiếm được bội tiền nữa luôn. Và trong ngày này với bạn tuổi tí, cái việc cầu tài, xuất hành, đầu tư, ký kết hợp đồng đều được lợi thế hơn người và tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tài lộc dồi dào kiếm tiền đầy tay tử vi tuổi bính tý thuộc thủy mù quáng theo đuổi những thứ vô hình tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tình cảm không có nhiều cơ hội tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên biết cách tận dụng thời gian để kiếm tiền tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng cho rằng cơ hội luôn có ở bất cứ lúc nào và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. vi tuổi Sửu, thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có tỷ kim chống lưng, cho nên bạn tuổi Sửu sẵn sàng đưa ra những quyết định nhanh chóng, nhờ thế mà nắm được cơ hội kiếm tiền hiếm có. Và với bạn tuổi Sửu, bạn biết cách để cân bằng cơ hội và thách thức, thành công và mạo hiểm. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu trong ngày này, có vẻ như bạn lại chưa cân bằng được giữa công việc và tình cảm. Việc kiếm tiền sẽ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu vì bạn không dành thời gian cho gia đình, cho tình yêu dù hôm nay là ngày thứ bảy với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày mộc thổ bất dung, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có những mâu thuẫn càng ngày càng leo thang gai gắt. Bạn mệnh có thể vì thế mà đánh mất đi hạnh phúc trong tầm tay. Dù bạn đã cố gắng để níu kéo đối phương nhưng dường như người ấy đã đưa ra lựa chọn cho mình rồi. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, cái việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, bạn lại đang có được báo hiệu có được nhiều may mắn. Và bạn cũng đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng tây bắc để tăng thêm vận may cho mình. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tình cảm nhạt phai theo năm tháng, Từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy chẳng có điều gì là chắc chắn theo thời gian, Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa quyết đoán hành động để kiếm tiền về tay. Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ, tài lộc khởi vượng, dễ dàng nắm bắt được cơ hội. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc, cần làm gì đó ngay trước khi quá muộn. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần, bạn đang có được báo hiệu hãy thoải mái tận hưởng một ngày ngọt ngào cùng tình yêu bên người ấy. Bạn có thể chẳng để ý tới thời gian, nhưng đúng là thời gian bên người mình yêu trôi qua rất chi là nhanh. Và với bạn tuổi dần trong ngày này, bạn cũng đang gặp được ngày dần mạo tương hội cho nên bạn mệnh tuổi dần nếu như đang quản đầu thân thì hôm nay nên chăm chỉ ra ngoài vui chơi giao lưu cùng bạn bè biết đâu bạn lại tìm được người cùng chung sở thích với mình và có thể gặp được người tâm đầu ý hợp để phát triển mối quan hệ sâu sắc về sau này và với bạn tuổi dần bạn cũng đừng có ngần ngại tìm hiểu đối phương bởi bạn đâu có thể biết hết về con người của đối phương chỉ nhờ vào đọc những dòng profile của họ. Tình cảm cần sự rung động của trái tim, cần cảm xúc nhưng vẫn cần cả lý trí nữa. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi dần, bạn cũng đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần phải lo lắng nhiều, số có được lộc khổ theo chân, về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tình cảm phát triển nhanh chóng như vụ bão. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, cứ tin tưởng và yêu thương như bạn muốn. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, chớ nên đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho mình. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, đừng quá khắt khe với hạnh phúc. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, hãy cảm nhận niềm vui trong ngày này bên gia đình và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu điên màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi Tuất tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Mão, Chua chúng ta thấy là với bà tuổi Mão trong ngày này đang có điểm báo sẽ gặp đủ loại điên đuổi với mình. Ngày này với bà tuổi Mão đang gặp họa tiểu nhân điêu bám, bạn mệnh có thể vì thế mà bị đối phương hiểu lầm, nghi ngờ, dù bản thân của bạn chẳng làm gì sai trái. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho thấy kẻ tiểu nhân có thể đơm đặt bêu xấu bạn. Và với bà tuổi Mão, càng cố gắng để thanh minh, thì người ấy càng nghĩ rằng bạn đang cố gắng để lấp liếm tình cảm đôi bên vì thế mà rạn nứt. Ngày này đối với bà tuổi Mão, cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng, cái điều này cho thấy với bà tuổi mão đang có dấu hiệu cảnh báo về những vấn đề sức khỏe và bà tuổi mão nên chú ý đến chế độ sinh hoạt, làm việc của mình. Bộ những thói quen xấu như là rượu bia, thuốc lá, bạn có thể gặp vấn đề về gan, thận nữa. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, tiểu nhân làm chua cuộc sống của bạn gặp khó khăn, đảo lộn. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, sức khỏe giảm sút, sẽ cảm thấy mệt mỏi, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, cẩn trọng, kẹo nhìn nhầm người, tin lầm người, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, tử vi tuổi quý mão thuộc kim, nên cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vui tuổi thìn thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn mạo tương hại cho nên bạn tuổi thìn có thể sẽ cảm thấy nhớ nhung những chuyện trong quá khứ điều đó dễ làm ảnh hưởng tới tình cảm hiện tại giữa bạn và người ấy gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có và với bạn tuổi thìn bạn cần phải học cách buông bỏ triệt để chúng ta có xu hướng quên đi những gì xấu xa tệ hại chỉ nhớ về những gì tốt đẹp nhất vì thế mà, bạn nhớ nhung người yêu cũ dù người ấy đã gây nhiều tổn thương cho mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bản mệnh, khiến cho bản mệnh tuổi thìn đánh mất đi nhiều cơ hội may mắn về tài lộc trong ngày. Cái việc làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay càng ngày càng bị giảm sút về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tài lộc dần tan biến khỏi tay mình tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm thiếu kiểm soát sẽ gây ra hậu quả tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đừng tưởng rằng bí mật có thể giấu kín được mãi mãi tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tiền bạc mất mát chẳng giữ được cho mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy thiếu sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi than. tử vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ, chua chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu dễ đón nhận nhiều tin vui về con đường tình duyên của mình ngày hôm nay. Và ngày này đối với bà tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có mọc dưỡng cho họ cho nên, người ấy dành cho bạn nhiều tình cảm tốt đẹp, tiếng yêu chỉ còn thiếu chút nữa thôi là được nói thành lời. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ bạn có thể nắm thế chủ động trong chuyện tình cảm ngày hôm nay. Nếu như người ấy còn ngần ngại thì bạn hãy bật đèn xanh hoặc là chính bạn hãy là người đứng lên tiến thêm một bước nữa về phía người ấy trong ngày này các cặp đôi có thêm nhiều kỷ niệm bên nhau bạn hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc khi mà có người ở bên chia sẻ với mình những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống có thể chẳng bao lâu nữa hai người sẽ về chung một nhà mà thôi vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ tình duyên vượng sắc dễ tìm thấy một nửa cho mình. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nên nhanh chóng đưa ra những quyết định. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc đừng chần chừ để bày tỏ tình cảm của mình. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim có nhiều mơ ước về những ngày tháng phía trước. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy những phút yêu thương để lại nhiều kỷ niệm. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi giàu, tuổi tuất, tuổi Sửu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay đang có điểm báo về những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm gia đình. Và ngày này với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọ mạo dậu cho nên bà tuổi ngọ đang có điểm báo gia đạo bất an các thành viên không ngừng trích trị lẫn nhau bạn mạnh tuổi ngọ trong ngày này dễ để mình cuốn trôi theo cảm xúc bực tức nóng giận dễ dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát khiến cho cục diện càng trở nên tồi tệ hơn với bạn thay vì ngày này với bạn tuổi ngọ vui vẻ bên nhau thì chẳng có ai muốn nói chuyện với nhau và ngày này đối với những ai đang còn độc thân thì cảm thấy mệt mỏi với cuộc chín tìm kiếm người yêu bạn chán ngán với việc nghe lời thúc giục từ gia đình người thân bạn bè nhưng không làm cách nào để tìm được người mình muốn gắn bó cả cuộc đời về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim gia đạo kiếm an in mâu thuận nại sinh tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy mệt mỏi vì không được chia sẻ và thông cảm tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa có nhiều vấn đề tồn tại từ trước đó tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên cố gắng mở lòng mình để đón nhận yêu thương tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nhân duyên khó cưỡng cầu không cần làm khó bản thân và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần tờ V tuổi mùi thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này đang có được báo hiệu bạn nên tìm cách để xoa dịu những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng ngày này với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tương xung khiến cho đôi bên thiếu đi sự bình tĩnh nối ra những lời tổn thương tới nhau và không có cách nào để lấy lại được lời đã nói và với bạn tuổi mùi bạn biết được mình cần phải làm gì đối với việc kiếm tiền nhưng lại mù mờ trong chuyện tình cảm bạn có thể sẽ bủa mặc những vấn đề đang tồn tại để giải quyết những vấn đề bạn cho là cấp thiết hơn như là kiếm tiền bên cạnh đó trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi mùi bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài giúp sức và với bạn tuổi mùi kiếm tiền khá chi là dễ dàng cơ hội liên tiếp kéo đến cũng vì như vậy với bạn tuổi mùi có được cơ hội cho nên bạn mệnh không muốn vì những cảm xúc nhất thời mà bộ lỡ thời cơ kiếm tiền tuột khỏi tay mình trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cũng đang có được báo hiệu xuất hành thì gặp thuận lợi buôn bán có lời gặp được quý nhân giúp đỡ tài lộc được tăng tín và nếu như bạn xuất hành đi xa thì đừng quên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc để thăng thêm vận may cho mình về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim kiếm tiền dễ dàng hơn giữ gìn hạnh phúc tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có nhiều mâu thuận với người thân gia đình tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa cảm thấy bất mãn với những điều vốn dị là thế tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cần bình tĩnh để không mắc sai lầm tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc dành thời gian để kiếm tiền trong ngày hôm nay về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân, chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang có điểm báo gặp ngày có ngộ hành bất dung cho nên với bạn tuổi thân dễ bị mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm. Bạn tuổi thân chưa thực sự xác định được trái tim của mình thuộc về ai nhưng đối phương thì luôn thúc giục, mong muốn xác nhận mối quan hệ này. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân, bạn mệnh cần phải tìm cách để trì hoãn, cố gắng giải thích cho đối phương hiểu, vội vàng quá mức chỉ khiến cho bạn dễ mắc phải sai lầm, ảnh hưởng tới hạnh phúc về sau này. Những người đã lập gia đình rồi thì trong ngày này nên dành thời gian cho nửa kia của mình. Nếu như bạn quá bận rộn với công việc thì hãy cố gắng sắp xếp có ít nhất vài giờ trong ngày dành riêng cho người ấy, cho người ấy thấy là mình vẫn còn quan trọng trong trái tim của bạn. Từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tình cảm có thể bị nhầm lẫn trong phút chốc. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, đừng để mình đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, bạn có nhiều việc cần thời gian để hoàn thành. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, đừng sợ nói lời từ chối, vậy còn tốt hơn là chịu đau khổ về sau. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo Dậu. Cho nên, với bạn tuổi giàu đang có điểm báo sẽ mắc phải sai lầm khi không chịu nhìn kỹ lại tình cảm của mình trước khi gật đầu đồng ý lời tọa tình của đối phương và bạn tuổi dậu, bạn sẽ thấy hối hận ngay sau đó khi thấy cả hai chẳng hợp gì nhau. Và với bạn tuổi dậu, bạn cũng mệt mỏi với việc tìm kiếm tình yêu, cho nên sẽ bỏ qua những bước vốn dĩ bắt buộc phải có khi quyết định bước chân vào mối quan hệ mới, khiến cho đôi bên cùng chịu tổn thương. May là trong cái vận tình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày của Thực Thần nhập mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay rất chi là vượng sắc việc kiếm tiền với bạn không còn là chuyện quá khó khăn việc kinh doanh buôn bán càng ngày càng thuận lợi bạn mệnh hãy cố gắng tập trung để làm việc hơn nữa Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang có được báo hiệu, bạn có nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân, số gặp được quý nhân, công việc được thuận lợi, cầu tài, xuất hành đều được như ý. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tình cảm tiến triển nhanh chóng, vượt quá mức tưởng tượng. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, may mắn ngập tràn. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, bạn có thể cần dừng lại một chút để tĩnh tâm. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, đừng bi con khi có được những điều tốt đẹp quá dễ dàng. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, tin vui liên tiếp báo về trong ngày. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn đang tiến triển rất thuận lợi. Và với bạn tuổi Tuất bạn nhanh chóng rơi vào lưới tình khi mà đối phương thực sự quá hoàn hảo với bạn. Tuy vậy, bạn mệnh tuổi tuất cũng cần phải chú ý là đừng có trao trái tim của mình quá nhanh mà hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu đối phương. Có thể bạn sẽ nhầm lẫn nếu tăng tốc hoặc là khiến cho đối phương cảm thấy lo ngại về bạn. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày của kiếp tài chiếu mệnh, cảnh báo về nguy cơ mất tiền hao của có thể là với bà tuổi tuất nhất là khi bạn mệnh đang đắm chìm trong ngọn lửa tình yêu và không quan tâm tới những thứ xung quanh, bạn sẽ bị kẻ khác lợi dụng và lừa gạt về tiền bạc nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa nên cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ nhân duyên khởi vượng tình cảm chín mồi. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, mất tiền hao của do quá tin người, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, cẩn thận kẹo bị lừa gạt về tiền bạc, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, say đám trong miên ngọt ngào của tình yêu. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi, bạn đang có được báo hiệu hãy chuẩn bị tinh thần để đón tình yêu tới. Và với bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi phù trợ. Cho nên, con đường tình duyên của bạn được rộng mở, đào hoa phơi phới, bạn mệnh dễ dàng tìm được người phù hợp với mình. Và đối với bạn tuổi hợi, có những chuyến đi sẽ mang về thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái và bạn mệnh có được cơ hội tốt để thu hút ánh nhìn của đối phương thì đừng có bỏ lỡ, biết đâu, chân mệnh thiên tử của bạn đang ở đó thì sao. Đối với những bạn đã lập gia đình rồi, đây là thời điểm mà các bạn khá bận rộn với việc chuẩn bị sám đồ Tết cho cả gia đình. Nhưng điều đó chẳng hề gì bởi tình yêu giúp cho bạn hoàn thành mọi công việc mà chẳng hề cảm thấy mệt nhọc. Ngày này đối với bà tuổi hợi đang có được thiên phúc hay giúp đỡ người khác lấy đó làm niềm vui có được nhiều hạnh phúc, phúc lộc dồi dào, gia đạo anh an in. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa rực rỡ theo năm tháng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, có được nhiều cơ hội để đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, hãy thể hiện mình đúng như bản thân vốn có, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, đừng lo lắng về những điều chưa xảy ra, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, thoải mái tận hưởng cuộc sống. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.